những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Trung Quốc chế tạo thành công huyết tương chứa kháng thể chống lại virus corona chủng mới, lấy từ những người đã khỏi bệnh. Đây là thành quả của các chuyên gia tại Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc, góp phần hỗ trợ tốt hơn trong cơn bão virus đang hoành hành hiện nay. Theo thông tin mới từ Tân Hoa Xã, các nhà khoa học từ Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc đã phát triển thành công huyết tương sử dụng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới. Được biết, công ty đã thu thập các mẫu huyết tương từ những bệnh nhân đã phục hồi nhằm chuẩn bị cho các sản phẩm trị liệu bao gồm huyết tương dưỡng và huyết thanh miễn dịch. Sau khi thực hiện xét nghiệm các mẫu máu theo tiêu chuẩn an toàn, sinh học nghiêm ngặt, họ đã chế tạo thành công huyết tương dưỡng có chứa kháng thể chống virus và sẽ sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Công ty cho biết, nhóm nghiên cứu hiện đã sử dụng các công cụ chuyên biệt để thu thập huyết tương từ các bệnh nhân sau phục hồi tại Vũ Hán từ 20 tháng 1. Hiện tại, 3 bệnh nhân nguy kịch tại quận Giang Hạ, Vũ Hán đã được điều trị bằng huyết tương dưỡng vào ngày 8 tháng 2. Ngoài ra, có hơn 10 trường hợp nguy kịch khác cũng đã nhận được phương pháp tương tự. Theo kết quả báo cáo, 12 cho đến 24 giờ sau khi điều trị, tình trạng các bệnh nhân đã có biến chuyển. Các khu vực viêm nhiễm giảm đi đáng kể, trong khi một số chỉ số như độ bão hòa oxy được cải thiện mạnh.